cuốn sách nhìn ăn hợp lý bí quyết gia tăng thể chất trí tuệ tinh thần tác giả pro ano bùi trần trung tổng hợp và dịch chương hai sức khỏe và hạnh phúc thông qua nhịn ăn phần tiếp theo khi nào phải nhịn ăn thế nào Bác sĩ Frank Joseph McCoy là người nắn chỉnh hình người Mỹ thế kỷ 19 ủng hộ nhịn ăn. Trong cuốn sách của ông, con đường nhanh chóng tới sức khỏe, thuật lại hàng trăm trường hợp được hỗ trợ lớn thông qua một chế độ chỉ có chất lỏng và nước cam. Bệnh nhân báo cáo hàng ngày cho văn phòng của bác sĩ McCoy trong thời gian từ 3 đến 6 tuần. Bên cạnh chế độ nước cam, các liệu pháp khác chẳng hạn như massage, máy rung, rửa ruột và những điều chỉnh nắng xương cũng được dùng nhằm hỗ trợ người bệnh. Nhưng bác sĩ McCoy đánh giá cao nhịn ăn. Bernard McFadden là người ủng hộ văn hóa thể chất của Mỹ thế kỷ 20, kết hợp thể hình với dinh dưỡng và sức khỏe, là người ăn chay, cổ vũ nhịn ăn. Nhà văn hóa thể chất nổi tiếng, ủng hộ một chế độ chỉ bằng sữa và hàng ngàn người tuyên bố đã nhận lợi ích lớn từ chế độ ăn này. Cả hai chế độ nước cam tươi và chế độ sữa nằm trong loại có thể được gọi là nhịn ăn trá hình. Nói cách khác thì có thể được phép nghỉ ngơi và tái tạo do một loại thực phẩm chỉ đòi hỏi lượng năng lượng tiêu hóa ít hơn đáng kể vì thế các cơ quan bị quá tải có cơ hội nghỉ ngơi nhờ đó củng cố sinh lực của người bệnh các chất thải gây tắc nghẽn không được sử dụng bị loại bỏ và cơ thể quá tải trước kia giờ đây có thể thực hiện quá trình tiêu hóa bình thường vì lý do này, chế độ này được chứng minh là có hiệu quả. Tuy nhiên, chế độ chỉ gồm sữa có thể gây ra táo bón. Chế độ nước cam ép tươi, nếu dùng bởi người bệnh bị tác bởi các chất độc cô đặc, có thể khiến những chất độc cô đặc này bị bài tiết và mạch máu quá nhanh, và trên thực tế, nó thậm chí có thể gây thảm họa khi thiếu sự giám sát cần thiết để thực hiện nhịn ăn dài kỳ và cùng lúc tiếp tục thực hiện công việc nội trợ hay tiếp tục làm việc hoàn toàn không công bằng với người nhịn ăn do rốt cuộc chúng ta không được bỏ qua thực tế rằng trong quá trình nhịn ăn chúng ta thật sự nằm trên bàn mổ của tự nhiên một lượng đáng kể sinh lực của cơ thể được tiêu tốn trong quá trình loại bỏ những chất độc và chất thải độc hại từ lâu này và sự nghỉ ngơi hoàn toàn xứng đáng thậm chí nằm trên giường trong toàn bộ quá trình nhịn ăn thường được đề xuất nói cách khác thì sự nghỉ ngơi thể chất hoàn toàn và thư giãn tinh thần nên được tuân thủ nếu có thể trong giai đoạn làm sạch căn nhà vất vả này Hình thức nhịn ăn được biết là chế độ chất lỏng, đặc biệt là nếu chất lỏng gồm nước ép trái cây và rau tươi hay nước suýt rau nấu, cần tây, cà rốt, rau mùi, hành, cà chua, có thể được dùng tiếp trong một tháng hay nhiều hơn mà không đòi hỏi sinh lực của người bệnh. Nhưng khi chỉ dùng nước ép nho, cam, bưởi, cần phải thận trọng hơn do những loại nước ép đặc thù này cực kỳ mạnh, có khả năng khuấy động các chất thải độc hại mạnh này. Các chất độc cô đặc này được bơm vào hệ tuần hoàn quá nhanh, đặc biệt sau đợt nhịn ăn dài, khiến dòng máu trở nên quá tải, và chức năng hoạt động bình thường của cơ thể bị xáo trộn nghiêm trọng. Chứng hoa mắt có thể xảy ra, kèm theo cơn tiêu chảy và nôn mạnh, và trong khi điều này có thể tạm thời diễn ra thì nó đòi hỏi sự quan sát và chú ý cẩn thận. Trong trường hợp cơ thể tiếp tục phản ứng, nên ngừng việc nhịn ăn lập tức và chế độ ăn gồm rau chín chứa nhiều sơ, chẳng hạn như cần tây, cà rốt, cải bắp, bí đao, rau bina, củ dền, socrot hay thậm chí thịt. Đặc biệt nếu người bệnh là người chỉ ăn thịt, tạm thời hay ít nhất đến khi chức năng cơ thể trở lại bình thường và mọi triệu chứng hoa mắt đã biến mất hoàn toàn. Khi nấu chín hay nướng, tất cả các loại trái cây và rau, gồm trái cây và rau tươi cấp đông, ít phản ứng mạnh hơn nhiều đặc tính bài tiết của vốn có của nó. Giờ đây bạn có thể đánh giá tại sao bạn cần xem xét lượng chất thải và chất độc tồn tại trong cơ thể mình trước khi tiến hành nhịn ăn. Ngay cả siro ngọt dường như vô hại đưa cho trẻ em cũng chứa đôi chút narcotic ở liều lượng nhỏ. Vì thế, tầm quan trọng cực kỳ của kiến thức toàn diện trước khi thực hiện nhịn ăn dài là rất quan trọng. Chúng ta chỉ cần nhìn vào thế giới động vật để học tầm quan trọng mà mẹ tự nhiên khôn ngoan đặt vào việc nhịn ăn. Tất cả động vật bị ốm, ốm nặng hay bị thương lập tức ngừng ăn và thực hiện nhịn ăn hoàn toàn ở nơi vắng vẻ, nơi chúng có thể dừng mọi hoạt động đến khi chúng đã hoàn toàn lấy lại sức khỏe và sức mạnh. Điều này có thể đòi hỏi thời gian một tuần hay thậm chí là một tháng. Nhưng sự kiên nhẫn của chúng luôn được thưởng bởi sự thành công. Nhìn ăn hoàn toàn không có thực phẩm hay nước ở một số động vật trong kỳ nghỉ đông dài là hiện tượng phổ biến. Và nhìn ăn trong thời kỳ nuôi con là thói quen với nhiều động vật đến tận khi cai sữa. Nhìn ăn phải được công nhận là phương pháp chăm sóc cơ thể ốm tự nhiên và an toàn. Một phương pháp nhờ đó người ta có thể vượt qua bệnh tật, nhờ bài tiết gần như một cách huyền bí, nhưng nguyên nhân của bệnh tật có thể được nói rằng chẳng có gì huyền bí cả. Cho dù chúng ta nhịn ăn để hồi phục sức khỏe, tăng hay giảm cân hay chỉ duy trì sức mạnh thể chất hiện tại thì chúng ta lập tức nhận ra rằng nhịn ăn là một nhân tố quan trọng, thông qua đó chúng ta có thể gia tăng sinh lực và hạnh phúc cá nhân, cả về mặt thể chất và tinh thần bên cạnh đó thì việc thực sự vượt qua những sự khó chịu nhỏ như cơn cảm lạnh hay chứng khó tiêu thì nhịn ăn chắc chắn kéo dài sự sống của bạn quá trình tiêu hóa dùng cạn sinh lực quý báu ngược lại nhịn ăn được biết là thực sự tái thiết sinh lực và kết luận rõ ràng là kéo dài bản thân sự sống cho nên chúng ta cần lặp đi lặp lại tầm quan trọng của việc bắt đầu nhịn ăn một cách thông minh tự tin vào kết quả cuối cùng với sự hiểu biết và kiến thức toàn diện và chúng ta đặc biệt đề cập tới nhịn ăn dài kỳ Ví dụ như người nhịn cần biết sự khác nhau giữa cơn thèm ăn giả tạo và thực sự. Cơn đau đói gây ra bởi sự thèm ăn giả tạo, có thể sinh ra các cơn đau nặng trong vùng dạ dày. Cùng với những rối loạn cảm xúc và cảm giác yếu đuối tương ứng, do việc ăn sẽ lập tức khiến dần các triệu chứng rối loạn. Người nhịn ăn tự nhiên giả định rằng thiếu ăn là nguyên nhân và giải pháp là ăn mặc dù điều ngược lại mới đúng. Thói quen ăn uống lâu đời của chúng ta là theo giờ, đã hằng sâu trong tâm trí mong muốn ăn của chúng ta vào thời gian đó. Thực tế là cơn đói thực sự chỉ có thể diễn ra khi nhu cầu thực sự về thực phẩm xuất hiện. Người luôn đói thực tế lại là không khỏe về mặt thể lý. Chắc chắn không cần thực phẩm khi cơn đói không có. Đừng bao giờ ép bản thân ăn trừ khi bạn thực sự đói và thích ăn. Nếu không, thì bạn chỉ đưa thêm thực phẩm vào hệ tiêu hóa đã quá tải. Tất cả thực phẩm dư thừa trở thành gánh nặng và điều này dĩ nhiên là rất đúng trong trường hợp bị ốm ăn quá nhiều hay bị ép buộc làm chậm sự hồi phục bằng cách dùng sinh lực quý giá bài tiết thực phẩm, không cần thiết này. Thường thì chế độ ăn gọi là bổ dưỡng thật sự là nguyên nhân cho sự sụt cân và suy giảm sinh lực của người bệnh. Ngay cả trong cơ thể khỏe mạnh, khi ăn thừa hay phàm ăn, có thể gây ra triệu chứng nôn và tiêu chảy vì cơ quan khỏe mạnh từ chối tất cả thực phẩm dư thừa. Trái lại, khi lượng thực phẩm bị cắt giảm thì năng lượng cơ thể được bảo toàn do các cơ quan tiêu hóa phải làm việc ít gan tuyến tụy tim và mạch được giải phóng khỏi khối lượng công việc thường ngày tất cả điều này tự nhiên gia tăng quá trình chữa lành khi người ốm ngừng tất cả thực phẩm kiếm mọi cơ quan thanh lọc trong toàn cơ thể gia tăng hoạt động bài tiết cơ thể lập tức loại bỏ các chất thải độc hại và quá trình làm sạch toàn bộ hệ thống mùa bắt đầu không phương pháp nào có thể so sánh với nhịn ăn như là cách loại bỏ tuổi già, chất thải lưu giữ từ hệ thống mô quá tải, nỗ lực liên tục không ngừng của tự nhiên vì thế giúp loại bỏ các chất thải vô ích và dư thừa khỏi cơ thể. Và may mắn cho chúng ta là quá trình loại bỏ liên tục này sẽ ra liên tiếp và kết quả là sức khỏe tốt. Sẵn sàng chấp nhận sức khỏe nửa vời hay kém hơn khi sức khỏe thực sự là có thể là cách bản thân bạn vứt bỏ món quà quý nhất của sự sống. Aristotle, nhà triết học vĩ đại người Hy Lạp, 2.300 năm trước đã nói, nếu có một cách tốt hơn cách khác, đó là con đường của tự nhiên. Nhiều năng lượng chứa sự sống cần thiết trong quá trình làm sạch này, nhưng nghịch lý như nó là, người nhịn thường thu được cả sức mạnh và trọng lượng. Người bệnh bị sốt là thiếu sinh lực cần thiết để tiêu hóa thực phẩm khi chịu con đau, thế nhưng thực phẩm bổ dưỡng tiếp tục được đưa vào không may ý tưởng phổ biến là con người phải ăn vài bữa để duy trì sự sống mà cho thực tế người ta đã chứng minh liên tục rằng người ốm thực sự lấy lại sức mạnh khi không có thực phẩm và chịu đựng sự tái phát do bị ép ăn bao nhiêu ngàn bệnh nhân đã vô tình bị đưa vào nấm mồ sớm do sự vô minh của các quy luật tự nhiên này ở đây nếu chỉ ri nhìn ăn không tính đến tình trạng bệnh tình trạng cơ thể hay tinh thần người bệnh sẽ không tạo ra kết quả chắc chắn sự quan sát và thận trọng chung phải được chú ý trong khi nhịn và chúng ta có thể dự báo an toàn rằng phần lớn các trường hợp nhịn sẽ khỏe mạnh hơn về mặt thể chất sinh lực và tinh thần dĩ nhiên tới mức cá nhân có khả năng tiếp nhận không may nhịn ăn khi dùng trong các trường hợp bị bệnh quá nặng là giải pháp cuối cùng hay trong trường hợp bệnh mãn tính kéo dài đặc biệt ở người già sinh lực yếu không thể kỳ vọng sinh ra phép màu các trường hợp giai đoạn cuối, ví dụ, chỉ có thể hy vọng giảm nhẹ cơn đau, nhìn ăn hoàn toàn không được chỉ định trong những trường hợp kiểu này, nhưng các kết quả khả quan chỉ có thể diễn ra thông qua việc cắt giảm lượng thực phẩm trong tất cả các trường hợp, và lưu ý rằng ăn quá nhiều chỉ có thể khiến vấn đề gia tăng. Bác sĩ John Henry Tilden là một bác sĩ nổi tiếng người Mỹ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe thay thế thế kỷ 20. Ông giải thích tất cả nguyên nhân của bệnh tật bắt đầu từ chứa nhiễm độc máu. Ông chủ trương chữa bệnh bằng chế độ ăn và thải độc với mong muốn bệnh nhân không cần cần đến thuốc. Bác sĩ đã thực hiện hàng ngàn đợt nhịn ăn trong trung tâm chữa trị ở Denver của ông và là tác giả nhiều cuốn sách về chủ đề nhịn ăn. Ông viết, tôi phải nói trong tất cả các trường hợp nghiêm trọng thì nhịn ăn khi kết hợp với chế độ ăn được lựa chọn cẩn thận là phương pháp gần nhất tới thuốc bách bệnh có thể. Đơn giản một cách sâu sắc và sâu sắc đơn giản. Không có ngoại lệ, tất cả các loại thuốc tần diệu hiện đại gồm thuốc giảm đau dùng ngày nay cho người bệnh và hỗ trợ người khỏe được biết tới là gây hại lớn cho cơ thể. Người ta đã biết và thật sự thừa nhận rằng thuốc giảm đau không phải là sự chữa lành mà thường hậu quả chúng gây ra không được phát hiện nhiều năm sau, trước khi phản ứng diễn ra ở cơ quan bị ảnh hưởng được công nhận. Khi nguyên nhân của bệnh tật cuối cùng được loại bỏ và quá trình hồi phục chữa lành thật sự có cơ hội hoạt động, quá trình tái thiết đáng kể của tự nhiên diễn ra và xử lý theo cách chính xác và phù hợp với quy luật sinh lý tự nhiên. Các vết thương được chữa lành, xương được sửa chữa, các mô bị phá hủy được thay thế và chúng ta có thể thực sự khẳng định rằng quá trình chữa lành này chưa từng được sao chụp thông qua bất kỳ phương pháp thí nghiệm nào từng được phát hiện ra bởi con người. Nhà khoa học thực sự đã giữ mô còn sống và nuôi trong phòng thí nghiệm, nhưng họ chưa thể tái tạo mô sống và phát triển vật chất nhân tạo cho sự sống tự nhiên, thông qua đó chữa lành được thực hiện. Quá trình chữa lành của tự nhiên bắt đầu liên tục khi nhu cầu cần thiết và chúng ta phải thừa nhận tầm quan trọng của sự hỗ trợ của tự nhiên thông qua nhịn ăn. Do chúng ta giờ đây biết rằng quá trình chữa lành gia tăng khi cơ thể không tiếp nhận thêm thực phẩm dư thừa. Chỉ có sự kiên khem thực phẩm hoàn toàn mới giúp cơ thể người ốm hoạt động một cách tối ưu, theo cách không thể sao chép được trong giai đoạn chữa lành. Như khẳng định trước đây thì Arnold Edgert thích hơn cái gọi là đợt nhịn ăn ngắn từ 3 ngày tới 1 tuần hay 10 ngày cho mọi người. Kinh nghiệm của ông cho thấy kết quả khả quan có thể thu được thông qua hàng loạt đợt nhịn ăn ngắn. Đặc biệt trong những trường hợp người bệnh không được giám sát và tự thực hiện nhịn ăn, Người bệnh cần cẩn thận khi quyết định thời gian nhịn họ dự định trước khi tiến hành. Ví dụ người bệnh là kiểu người lo lắng, căng thẳng hay tưởng tượng hay họ có thể thậm chí nghi ngờ kết quả có thể. Đầu tiên họ phải có nhu cầu nhịn ăn mãnh liệt. Nếu trong tâm trí họ có nghi ngờ nhỏ nhất về kết quả cuối cùng, thì thời gian nhịn ăn không nên kéo dài quá 2-3 ngày trong trường hợp này. Hy vọng tâm trạng tốt trong khi nhịn ăn sẽ dập tan mọi lo lắng không cần thiết và đợt nhịn ăn kế tiếp có thể kéo dài hơn, thậm chí tới một tuần người béo sẽ thấy dễ dàng để nhịn ăn hơn, sụt cân không gây ra lo lắng và thái độ tinh thần của người bệnh khiến nhịn ăn trở thành điều thú vị. Một tuần hay có lẽ 10 ngày cho kiểu người này thật sự không gây ra bất kỳ khó chịu gì với họ. Cơn đói trong ngày đầu tiên có lẽ là khó khăn nhất. Một ngụm nước, ngậm 10-25 phút trước khi nhổ ra sẽ làm giảm cơn thèm ăn giả tạo, giảm đi khi tiếp tục nhịn ăn. Người ốm hay bị thương nặng tuyệt nhiên không có nhu cầu ăn, vì thế nhịn ăn sẽ ra một cách tự nhiên một quy luật an toàn phải tuân theo là ngừng ăn đến khi cơn đói trở lại hay đến khi bạn cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Mời bạn đăng ký kênh để nhận được thông báo các video mới nhất nhé. Mình chúc bạn thật nhiều sức khỏe và an vui.